Cô gái thích bơi là chú đã về Việt Nam rồi. Oh, quá là sớm. Lộ, quá là bất ngờ. Vì sợ đó là giả nên mình đã hỏi nữ hoàng thông tin xem có phải là thật hay không. Thì chị ấy nói rằng đúng, nó là sự thật. Thế là Jebu đã chạy thật nhanh bắt xe buýt để đó sự kiện. Nhưng bất thình lình xe buýt gặp biến. Vì quá sợ hãi, Jebun không đi xe buýt nữa nên đã đi xe máy. Sau khi tới nơi, xung quanh mình bao vây bởi biển người. Vì để không bị nhàm chán, mình đã tập thể dục để nâng cao sức khỏe tại sự kiện. Và rồi xe đi Huỳnh cũng đã tới. Mình đã giơ điện thoại lên để chụp lại. Trời ơi, xe đi Huỳnh nhìn camera của mình. Sau một hồi mình thấy Jenny đứng một mình, mình đã tranh thủ xin chụp hình với Jenny để flash với bạn bè và được Jenny đồng ý. Người gì mà dễ thương, mình đáng yêu ghê. Còn mọi người thì sao? Nếu được gặp thần tượng của mình, mọi người sẽ làm gì?